Hello, Tammy xin mến chào các bạn đang xem channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Năm học mới sắp bắt đầu rồi các bạn ơi. Đây là những dụng cụ học tập, school supplies, với lại quần áo mà mình mua cho con trai mình để chuẩn bị cho năm học mới đó. Cái ba lô này á là cái ba lô North Face mình mua năm ngoái lận kìa. Mua cái này năm ngoái, lẽ ra là năm ngoái đi học á là mua cho ảnh mỗi một năm mình mua một cái cặp táp mới. Nhưng mà năm ngoái học online cho nên là đâu có xài tới đâu. Okay. Cặp táp. It's not heavy. Mình thấy là nó nặng nặng đó. Mà anh nói là không có nặng lắm. You have to adjust the strap. Yeah, but I'm not doing it yet because I'm not even going to school yet. Okay. Cái này năm ngoái mình mua là nhiều quên mất tiêu rồi. Here, zip it up. Năm ngoái mua nhiều á. What is the price? Let me see the price. Not on here. I thought I just saw it right here. $89. $89 với cặp táp này. Năm ngoái mình mua nè. Mà chưa xài đến đâu. Xong rồi cái tới năm nay, cái mình lại theo thói quen á. Cái mình mua mình quên, mình đâu có nhớ cái này đâu. Cái mình mua cái này nè. Cái này là Puma. Cái này thì mình thấy nhẹ hơn xíu á, mà dĩ nhiên là anh chàng này mua về rồi thấy cái này á, xong lại nhớ đến cái kia thì lại muốn cái kia hơn là cái này. You like the North Face one? Oh, okay. It's a slot to carry the laptop. Uh-huh. That is cái này là cái wait, nhìn giống cái túi bình thường không các bạn, giống cái ba lô ha, nhưng mà không phải đâu. Cái này là cái đồ để mình đựng đồ ăn á, lunch box. Cool. Cái này mình mua trên mạng, mình phải vào trong cái website của Adidas á để mình mua. Thì cái này là 25 đồng nè. Cái túi đựng đồ ăn này là 25 đồng. Rồi hang on, wait. Rồi lúc mà mình mua của Adidas á thì mình mua luôn hai đôi vớ này nè. Đó thì mua một bộ này á. Mình mua một bộ này á là chung, thì họ gửi về chung một cái thùng luôn á. Thì cái túi này, túi đựng đồ ăn á là 25 đồng. Vớ này á là 8 đồng một đôi nè. Mua hai đôi vớ. Ok. Quần áo thì quần áo vớ thì để chút nữa đi ha. Coi mấy cái này trước đã ha. Thì cái này hey, this one, what can you put in here? Yes, you can. You put napkins. Mình bỏ khăn giấy nè, muỗng, nĩa, mấy cái đồ nhỏ nhỏ đó, hay là ống hút nè. So utensil and napkins can go in here. Can you zip it up for me? Can you zip it up for me? Thì cái này là cái hộp, cái túi để đựng đồ ăn, để giữ nóng hay là giữ lạnh á. Thì tất cả mọi thứ mình sẽ cho vào trong này là cái túi đựng đồ ăn nè. Là đi học á, là mình có một cái ba lô nè, với một cái túi đựng đồ ăn nè. Rồi tiếp theo là cái hộp này nè, là cái hộp đựng đồ ăn đó các bạn, lunchbox đó, mình mua ở trên Amazon á. Cái này là 20 mấy đồng, mình quên rồi nè. Đi ra chợ mình thấy có nhiều cái rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp ha, có nhiều cái màu xanh màu đỏ rất là đẹp, mà không chịu, anh muốn cái đơn giản thôi, mà càng đơn giản chừng nào thì giá tiền nó lại ngược chừng đó. Đơn giản màu đen vậy thôi ha, mà tới 20 mấy đồng lận á. Cái này mới mua, mới gửi về, mình mua trên Amazon á. Có sợi dây thun nè, sợi dây thun để giữ đồ lại hả ta. Đó, để giữ hai cái hộp lại. Ok, bây giờ mở ra ha. Có hai tầng. Tầng trên mở ra là có muỗng, nĩa, dao luôn, làm như là ăn steak á. Ừ.
3 ngăn nè. Cái đồ này mình có thể move được nè. Đó, nếu mà muốn nhỏ lại thì move vào bên này. Còn nếu mà không muốn thì gỡ ra luôn. Thôi hai mấy đồng á các bạn. No. The spoon. Yeah. The other side. No, 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 no. This is right. This is right. Put it back. But that one, put it up. Turn it the other side. There we go. Okay, now let's see if it fit in here. Thử coi là nó có vừa vào trong cái túi này hay không chứ. So then where will your drink go? Bỏ như vậy rồi bỏ nước ở đâu? On top of it. And then snack and everything go on top of this right here. I don't need snacks, I just need that. Oh, I just noticed we have a pouch back here too. Có thể nhăn ở đây nữa nè. Okay, rồi xong. Rồi, kế tiếp là đến giày nha. Giày mua 2 đôi nè. Do I take these out? Mm-hmm, take them out. Vậy cái chân to thù lù luôn các bạn. Coi chân mình với chân ảnh nè. Chân mình tới đây thôi nè. Chân mình là tới đây à. Tới đây à. There we go. Đấy, đôi giày này vegan, yeah. I'm not vegan. Vegan, that means they don't use animal leather. Why not? Because they're trying to go vegan. Đôi này nữa. Đôi này thì rất là êm, rất là mềm. Cái dưới này nè. Rất là mềm luôn. Mà nói chung là rất là comfy. Rất là thoải mái. Mấy đôi này là mình mua trên mạng á các bạn. Lúc mà ở DSW á, cái website mà mình vô mình mua á, yeah. It looks like that, but when you put on, cause it's gonna go up here, not right there. Yeah. Lúc mà mình thấy ở trên DSW cái trang mà họ bán giày á, mình thấy sale á, cái mình mua một đôi này á là 30 đồng nè. Còn đôi này á là 40 đồng nè. Thì mình thấy, oh, hang on. We'll put it on top of the box. Mình thấy sale á, thì mình mua. Còn đồ dùng học tập á các bạn, thì năm nay á, rất là khác với mọi năm trước. Là tại vì bây giờ anh chàng này á, là vào high school, là vào trường cấp 3 rồi. Mà vào trường cấp 3 thì không có còn như cấp 2 với cấp 1 nữa. Là một ngày á, mình có 6 lớp. Thì 6 lớp đó mình chỉ cần 6 cuốn tập, một cây viết. Là trong cái ba lô của mình nó rất là gọn, là chỉ cần 6 cuốn tập với một cái viết thôi. Tại vì bây giờ ở trên high school á, là có locker, là cái tủ sách á. Thì nếu mà có sách textbooks á, thì mình để trong locker, không có cần phải mua gì hết trơn á. Cho nên năm nay á, mình mua dụng cụ học tập á, rất là ít. Nên nè, cần 6 cái folders, là 6 cái túi này nè, để đựng giấy. À, nếu mà thầy cô có phát giấy gì ra thì mình bỏ vào trong này. Thì có 6 cái cho 6 lớp. Rồi tập á, thì mình cũng có 6 cuốn cho 6 lớp. How many are ready? 3? 4? 5? Oh,
So we need to get one more. Rồi giấy nè, là mình cần có giấy. Paper. Giấy college rule là bây giờ lên cấp 2 với cấp 3 là phải viết bằng cái kẻ nhỏ như vậy nè. Là giấy nè. Rồi tập nè. Tập á, thì anh này anh thích những cuốn tập như thế này. Là mình có thể lật ra như vậy nè, xong cứ mình để như vậy. Rất là gọn. Thì con trai mình thích những cuốn như vậy, nhưng mà có những thầy cô á lại muốn cái cuốn tập á nó như vậy. Mà như vậy thì mình không có bẻ xuống được thì khó hơn. Cho nên là mua 3 cuốn này với 3 cuốn này là 6 cuốn dành cho 6 lớp nè. Rồi một cái binder. Binder là mua trừ hao thôi, chứ mình nghĩ là cũng sẽ không có đựng gì đâu. Tại vì bây giờ là lên cấp 3 rồi, bây giờ high school thì học sinh á, coi như là tự giác. Không có còn thầy cô giáo không có nhắc nhở là a phải làm này nha, làm kia nha. Nếu mà không làm là tự mình biết mình bị điểm O là mình biết mình phải lo à. Mình sợ rớt lớp đó là mình phải học à. Rồi những cái này mình mua là để trừ hao nè. Trừ hao là lỡ như lớp Spanish là lớp tiếng Tây Ban Nha có cần học từ vựng mới á, thì mình cần những cái này. Còn cái này á, là để mình đựng bút viết gì đó, là mình bỏ vào trong này nè. Thì bút á các bạn, bây giờ đâu có còn mua như hồi xưa nữa đâu. Anh chàng này lớn rồi, đi học dễ lắm. Giờ cần 2 cây bút bi nè, 2 cây Sharpie là 2 cây marker, cây bút lông á, rồi 1 cây bút dạ quang highlighter. Rồi ảnh có bút chì sẵn ở nhà rồi, bút chì mechanical là bút chì bấm á. Rồi cũng có ruột chì rồi, cho nên là những cái đó mình không có cần mua nè. Cho nên năm nay mình đi mua dụng cụ học tập á, rất là gọn, lẹ lắm, mua có một xíu xong liền à. Vô mua có mấy cuốn tập, 6 cuốn tập, mấy cái folders, rồi giấy nè, rồi này, rồi 1-2 cái bút vậy thôi. Xong hết những món này là những món đồ học tập rồi. Bây giờ mình xem đến quần áo của anh chàng nha. Thì để mình để xa xa ra đây nè, thì các bạn sẽ thấy rõ hơn xíu ha. Rồi quần áo của anh chàng thì để đây để mình thì các bạn xem ha. Trước tiên hết là vớ đi nha. Thì các bạn thấy anh chàng này đang mặc cái áo nè, cái áo trên người của ảnh đây nè. Các bạn biết hình đó là hình ai không? Shirt. So turn around, let me see your shirt, or you can sit on here if you want. Đó, cái áo của ảnh là áo có hình Naruto. Hang on, let me see. You sit here. They don't see your. Mom, we do that. I don't. Okay. Vớ Naruto nè. Hold it, Naruto. Còn cái này là Konoha leaf symbol. Còn cái này là what is that? Sharingan? Yeah. Sasuke. Sasuke. Sharingan, con mắt của Sasuke nè. Còn cái này là Sasuke. No, you put it on the side right here. Rồi, Sasuke nè, hang on. Sasuke, mà Sasuke sao màu tím ha. Vậy chắc đôi này mình lấy mình mang quá. Màu tím nè. Rồi, Konoha leaf nữa nè. And what is this? Uzumaki. Uzumaki? Uzumaki. That's why Naruto has them on his clothes. Oh. Rồi, mình có biết luôn. Mình coi phim này quá chừng luôn nhưng mà mình không biết. Rồi hai cái vớ này hồi nãy mình nói đó là mình mua chung của Adidas. Trong cái thùng mà mình mua chung với cái này nè. Đó là hai đôi vớ này. Đây ha. Thôi áo đi nha. Thì các bạn sẽ thấy là áo của anh chàng nè. Áo gì đây? Áo tay dài ha. Naruto. Còn này là Todoroki. Trong phim My Hero Academia. Đó là anh chàng Todoroki. Bên tóc trắng, bên tóc đỏ nè. Mình thích nhân vật này nè. Mình thích anh chàng đó đó. Rồi xong rồi một cái áo nữa. Uzumaki Naruto. Đang ăn mì gói nè. Rồi cái áo này nữa. Cũng Uzumaki Naruto luôn. Rồi áo này nữa. Cũng Naruto luôn mà trong tập Shippuden. Mà áo này áo tay dài. Thì có hai cái tay dài nè. Một cái tay dài này với một cái tay dài này.
toàn là áo anime không mà các bạn. Ở đây ha. Rồi đây nữa. Tự nhiên cái lớn rồi đó. Đi học bây giờ thích quần áo kiểu khác lắm các bạn ơi, không có như hồi xưa. Hồi xưa là mình chọn cái nào là ảnh mặc cái đó ha, bây giờ không có đâu. Bây giờ là ảnh đi anh tự lựa đó. Đây nè, Naruto and Sasuke. Để đây đi ha, chúng tôi là che mặt anh chàng này hết rồi. Naruto and Sasuke. Ok, can you hold this? Rồi còn áo này nữa. À, đây là Aang trong phim Avatar The Last Airbender. Mình rất mê anh chàng này luôn. Mình coi phim nào mình cũng mê. Phim anime lại học hình nào mình cũng thích hết. I know, that's why I just say cartoon, animation. Hollis nè, rồi cái áo này nữa nè, tay dài. Tự nhiên giờ cái ảnh lên cấp 3 các bạn, cái mua áo tay dài nhiều hơn là áo tay ngắn, không biết sao nữa. Mùa hè nóng cũng mặc áo tay dài nữa. Rồi một cái áo lạnh này nữa nè, mình mua cho ảnh cái áo lạnh này. Mình mua lúc on sale là 90 đồng. Là đi học bây giờ thấy mua toàn áo tay dài không à. Nên nãy giờ mình thấy toàn tay dài không rồi đúng không? 1, 2, bên này là 3 cái áo tay dài, với 2 cái áo tay dài bên đó nên là 5 cái áo tay dài. Rồi cái quần này nha. Quần là có một cái quần short. Giờ mấy năm trước ấy, là mình mua quần áo cho thằng Sang mặc vậy thôi các bạn. Còn giờ lớn rồi, tự đi lựa đó. Là mình phải dắt ra chợ tự lựa, rồi có khi ra chợ không có size á. Ảnh ốm á mà, cái eo nhỏ xíu xíu à, ốm mà cao thì phải cần cái quần dài thì là dài ha, mà cái eo thì phải thiệt là nhỏ nữa, cho nên là phải mua extra small. Quần này cũng extra small luôn nè. Rồi đó, rồi mình ra tiệm á, ra chợ không có cái xong cái mình phải về mình order online, mình phải biết cái size nào rồi cái kiểu gì anh thích á, cái mình phải về mình order online. Cho nên mua quần áo cho anh chàng này nó rất là cực. Mấy cái quần này nè, mấy quần này là quần jogger. Là một cái ha, một cái màu jeans nè, cái màu kaki nè, rồi một cái màu màu xanh lính nè. Đó là ba cái quần dài với lại một cái quần short. Tự nhiên bây giờ lên high school ha, cái Thành mặc quần dài với lại quần dài nè, áo tay dài không à. Đây, để mình quay gần lại các bạn sẽ thấy nè. Đây, quần nè, thấy không? Extra small nè. Mua đồ cho anh chàng này bây giờ rất là khó. Người thì ốm nhom ốm nhách nè, mà cao lắm, cho nên là mua quần á các bạn, nếu mà mình mua size lớn quá đó thì cái eo á nó bự quá không mặc vừa, mà cái eo mà nhỏ thì cái quần á nhiều cái nó ngắn quá cũng không vừa. Cho nên đi mua đồ, lựa đồ cho anh chàng này á rất là cực. Đây nè, cái này là cũng extra small luôn nè. Extra small thì cái eo rất là nhỏ. Rồi cái này nè, đó cũng extra small nè. Đó, extra small luôn nè, thấy không? Là mua cùng một size, rồi cùng một tiệm luôn. Thì mua ba cái y chang nhau mà khác màu thôi. Năm nay đi sắm đồ back to school cho con trai mình á, có phần đơn giản hơn nhưng mà có phần khó hơn. Đơn giản hơn á là mình vào trong chợ đó, mình mua những món này nè thì rất là gọn, rất nhanh. Mình mua đây nè, sắp giấy, mấy cuốn tập, mấy cái folders, bút thì vài cây thôi. Rồi mấy cái này nữa nè thì cũng một vài món à, cho nên mua rất là nhanh, rất gọn, không có tốn tiền nhiều đâu các bạn, rẻ rề à. Thì những món này mình mua rất là dễ nè ha. Nhưng mà lớn rồi các bạn thì mua đồ lại khó tính hơn. Ví dụ như cái lunchbox này nè, mình đi ra chợ mình thấy có rất nhiều cái lunchbox. Rồi cái hộp đựng đồ ăn này nữa nè, ở ngoài chợ đó cũng rất nhiều hộp rất là đẹp.
Con trai thì có màu xanh, con gái thì có màu hồng. Còn nếu mình không thích thì mình có màu trắng, clear đồ đó ha. Mà anh không chịu. Anh muốn mấy cái giống vầy nè. Đó, anh nói là anh thích những cái đơn giản vậy thôi, chứ đừng có màu mè, hoa lá hẹ, anh không thích. Cái mình nói nhưng mà cái hộp này mắc quá chừng, cái hộp kia có 5-7 đồng mà. Cái anh nói vậy mình mua hộp kia về mình sơn màu đen cho anh được không. Mình nói trời, hộp đồ ăn làm sao mà sơn được. Xong cái ông xã mình nói thôi mua đại cho ảnh một cái hộp này đi, đâu phải là anh xài một năm rồi bỏ đâu. Đến năm sau nữa còn học high school đến 4 năm lận mà. Thì cứ mua đi, chừng nào hư tính sau, chứ giờ thích cái này thì mua đi. Thì mỗi ngày đi học á, ăn lunch mở cái hộp ra, thấy cái hộp mà mình thích, tự nhiên mình thấy món ăn cũng ngon hơn. Rồi cái túi đựng lunch nữa nè. Cái túi này nhìn đẹp quá ha. Nhìn như cái cặp táp á. Dễ thương quá chừng luôn. Thì những món này là mình phải lên mạng mình mua các bạn, chứ mình ra chợ thì ngoài chợ không có đâu. Giống như quần nè, là mình cũng phải lên mạng mình lựa size, chứ còn mình đi ra chợ cái size mà anh cần mặc á không có. Rồi vớ cũng vậy luôn đó. Mấy cái này nè, Naruto nè, là mình lên trên website mình mua đó. Sasuke màu tím. Chắc mình lấy mình xài quá. Mình thích màu tím. Rồi áo cũng vậy nữa. Mình cũng lên trên mạng mình mua. Áo này là mình mua trên mạng ở Target nè. Áo này là của Lululemon nè. Mình mua lúc sale. Áo này là Hollister nè. Áo này là mình mua ở ngoài Walmart. Cái này là mình đi chợ mình thấy nè. En dễ thương quá chừng luôn, cho nên mình mua đó. À, đôi giày này á, memory foam, nó rất là êm. Mà cái chân to thù lù luôn á các bạn. Bây giờ là anh chàng này là số 10 rưỡi rồi. Đây nè, chân số 10 rưỡi. Của Mỹ là số 10 rưỡi nè. Của anh là 9 rưỡi nè. Của Europe là số 44. Chân to thù lù luôn. Đã mua 2 đôi thay phiên nhau. Đôi này thì rất là êm, rất là nhẹ. Hiệu giày này mình rất là thích. Mình có mấy đôi này luôn á. Hai đôi giày này là mình mua sale. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn Back to School Supplies của con trai mình cho năm học 2021-2022. Năm nay là anh chàng vào lớp 9 rồi, high school rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nha. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé. Bye!